Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station và đặc biệt là những bạn yêu thích series mở thẻ Pokemon TCG Trading Card Game. Như đã hứa ở tập trước thì hôm nay chúng ta sẽ quay lại ngay với phần 2, mở nốt 18 pack còn lại của cái hộp Sword and Shield Rebel Clash. Đấy, bên này là mở hết rồi ha. Ở tập trước thì cũng phải gọi là có một cái kết quả khá là ok nha các bạn. Một lá V thường và hai lá Full Art V. Còn trong tập này thì kết quả sẽ như thế nào đây? Liệu rằng chúng ta có lần đầu được diện kiến một lá Rainbow Rare hay không? Nhưng là có cái thiết kế finish như thế này các bạn. Đã rất lâu rồi, chưa thấy lại được một cái lá như vậy. Hãy cùng truyền năng lượng may mắn cho video này bằng một like thật to nha các bạn. Rồi, và không chần chừ nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Phát đầu tiên ở trong tập này nào, với artwork của em Cinderace, Pokemon Thỏ Lửa, một trong ba em starter của Gen 8. Và chúng ta sẽ mở ra ngay ở đằng sau. Để tăng phần hồi hộp lên nhất có thể thì các bạn hãy mở như thế này. Đấy. Review lá code. Nhưng mà đừng có xem cái mặt đằng sau của lá code. Rồi, để qua một bên. Lật lại, để 4 lá. 1, 2, 3, 4. Cho đằng trước. Nếu không có gì sai sót thì sẽ là một lá năng lượng. Boom. Yep. Khởi đầu với một lá metal. Pokeball. Pablipper. Em Pokemon bổ nông. Speed and Energy. Galarian. Darumaka. Em này phiên bản bình thường sẽ có hệ lửa ha. Còn phiên bản Galar thì là hệ băng. Trong cái main series thì em nói là hệ băng, nhưng mà ở trong thẻ bài TCG á không có hệ băng các bạn, chỉ có năng lượng nước thôi. Này là Vulpix quen thuộc, Milcery, Galarian Farfetch. Ở tập trước ta mở ra được rất nhiều em này rồi, Galarian Mouth cũng vậy nè. Với lại bạn nào có chơi Pokemon Go thì cũng sẽ biết là em này đang được cập nhật vào game Pokemon Go ha. Tới giờ phút này quay video này mình cũng chưa có mở Dex được nữa. Tiếp luôn, Luxray. Xém nữa thì là tuyệt vời nha, bởi vì em này không phải là holo ở bên trong mà là reverse holo bên ngoài thôi. Đấy, hiệu ứng năng lượng electric, lấp lánh luôn. Và lá ở đằng sau chúng ta sẽ có chắc nặng từ từ nha các bạn. Từ từ nha. Ý, ok. Xanh rồi đó, xanh là chắc là hạt cỏ rồi đấy. Chính xác là như vậy. Chịu gì đây? Shadow Cage. Seed Bomb. Holo Rare không? Whoop. No. Trevenant. Em này là một quả Pokemon hạt cỏ và Ghost. Rồi, pack đầu tiên. Chưa có gì hấp dẫn lắm. Pack thứ hai nè. Quý. Khác với mọi lần thì ở tập trước mình đã lấy ra 36 pack và mình trộn lại chứ không có để hai cái chồng mà ngẫu nhiên hai bên như là mọi lần nha các bạn. Và ở tập trước thì chúng ta cũng có khá nhiều lá hấp dẫn xảy ra rồi. Không biết là tập này có bị tắc nghẽn luôn hay không. Lá code. Năng lượng. Lửa. Oh, metal nữa hả? Xem nhá. Aleolisk. Doublade. Heracross. Ui, em này mình chưa có mở Dex ở trong Pokemon Go luôn á. Toxel. Galarian Mr. Mime. Snover. Pidoff. Galarian Darumaka. Galarian Runnerigus. Wow. Em này là tiến hóa từ Yamask. Mà nếu như nhớ không lầm thì cái phiên bản bình thường của em này các bạn là tiến hóa thành hình nó giống như là một cái hòm, xong rồi có những cái tay nó thò ra ha. Còn cái này còn creepy hơn nữa, như là mấy cái viên đá này nè. Wow. Nói rồi, những cái em Pokemon ở vùng Galar này kiểu tối tối và đất đất làm sao á. Và lá rare đằng sau. Boom. Gradient. Trời ơi. Em đây là một em sắp ham ăn kẹo nè. Rồi có những cái lấp lánh ở đây. Cái này đâu phải phiên bản shiny đâu ta, phải không? Pack thứ hai vẫn chưa có gì. Đây, hy vọng là cái pack Inteleon này sẽ mang lại cái gì đó. Cột nhá. Lửa nè. Psychic. Tới luôn mà tài ơi. Morgrem. Medicharm. Pokeball. Magmar. Electabuzz. Nên đây là cái em sóc nâu hồi nãy là tiến hóa thành sóc đỏ đỏ đó. Snover. Natu. Bronzong. Phiên bản Reverse Holo. Cái này như tập trước mình cũng đã có một lá tương tự như vậy rồi thì phải nha. Cũng reverse luôn nè. Ok, hết một hơi nha. 1, 2. À mà thôi, chắc nặng đi, nặng đi. Dưới á, có thể chứ, có thể chứ. Nhìn như vậy là một lá V rồi các bạn. Trời. Cái background nhìn hơi bí ẩn nha, vẫn chưa biết được. Đây, để xem. Max Pyro. No way. Các bạn xem cái texture của cái thẻ nè. Cái bề mặt nè, nó có vân. What? Yeah. Trời ơi, cái chuyện gì xảy ra vậy? Cái chuyện gì vậy? Ôi ơi. Oh my
my god, các bạn, đây không phải là một lá vi bình thường, mà đây là một lá vi max đầu tiên của Scary đã được. Yo, đây ở tập trước, chúng ta đã mở ra được thẻ của em này, Cinerace V, cũng là full art luôn, nhưng cái thẻ mới lần này là V max với form khổng lồ. Dynamax của em Cinerace. Những bạn nào có biết về Game of Sword and Shield mới ra và cái hệ thống những em Pokemon có thể tiến hóa khổng lồ trong một cái thời gian tạm thời á, mình gọi là cái form Dynamax, với những cái chỉ số gọi là vượt trội luôn. HP lên tới 320, rồi chiêu Max Pyro Ball lên tới 170 công. Kinh dị thật. Và đây nha các bạn, cho các bạn so sánh nhẹ cái sự khác biệt giữa hai lá V-Max và V bình thường. Đấy. Và cái kiểu lấp lánh thì nó cũng tương tự nhau, kiểu là một cái dạng sọc lấp lánh xéo ha. Sờ ngón tay vào thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Khác ở đây thì em này sẽ là lá Basic, còn em này là V-Max. Và để chơi được cái lá V-Max này ở trên bàn đấu thì chúng ta cần phải có cái lá này trước các bạn. Đấy, cho nên là một cái deck để mà cầm đi thi đấu thì hai em này thường sẽ đi chung với nhau. Còn về cái artwork bên trong thì mặc dù cái lá này cũng đã được gọi là full art rồi, tức là cái hình artwork nó đầy luôn cả cái thẻ, bất chấp luôn những cái dòng chữ dưới đây. Tuy nhiên cái thẻ V-Max này nó thậm chí là nó còn tràn viền luôn. Đó, nó xóa cái phần viền ở trên này luôn, phía trên này, bên hông này luôn ha. Bên dưới thì còn viền nè, cho các bạn xem siêu close up. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giá trị của em nó ở trên thị trường chợ nổi nha. Cinerace V-Max, số thứ tự là 36/192, 36/192. Let's go, các bạn đoán là bao nhiêu nè. Ôi, không ra kết quả. À, trời ơi, bấm dư một chữ Y ở đây. Lại nè, let's go. Ôi, vẫn không ra kết quả, đoán sai rồi. Là nè. Ha, ok. Chỉ mới có khoảng chừng 13 giao dịch ở trong tháng vừa qua, với một cái mức giá trung bình là gần 8 đô, 7 đô 91. Đấy, em này đã được ra đi với giá 6 đô mấy. Trời ơi, tự nhiên cái này đẩy lên 25 đô mà cũng có người mua nữa, ghê thiệt. Rồi sao, ủa sao tự nhiên ông này chơi phá giá vậy, bán gì đâu có 99 cent vậy đó. Đúng thiệt là thị trường chợ nổi luôn các bạn. Rồi ông này nè, 29 đô luôn. À, hiểu rồi các bạn ơi. Thực ra thì em này có một cái giá sẽ nhịn nó hơn chút xíu ha. Anh nghĩ là chắc khoảng chừng 8 đô mấy, 9 đô gì đó, nhưng mà bị cái ông 99 cent này kéo xuống nè. Nhưng mà em này coi như là kiểu mình coi giá cho vui thôi, chứ chắc chắn là not for sale ở trên Toy Station rồi. Ok, bỏ em này lại vào case. Nếu như một cái lá V full art này xứng đáng với một cái case xịn sò như vậy rồi, thì không lẽ một lá V max lại không được đúng không các bạn? Chúng ta cần phải thật là nhẹ nhàng nha các bạn, tránh để mà nó bị móp những cái viền này nè, hoặc là nó bị trầy trên bề mặt á, thì nó sẽ giảm giá trị đi rất là nhiều. Đấy. Xịn xò liền, xịn xò nhân 2 liền. Wow, thỏa mãn quá các bạn ơi. Trong vòng 2 tập liên tiếp mà mở ra được hai phiên bản của em thỏ này luôn. Một trong 3 em Pokemon Starter mà mình thích nhất của Gen 8. Không thể tin được luôn. Và thật sự là mình cũng không biết là phải giải thích cho các bạn kiểu là kênh Toy Station may mắn kiểu gì á. Bởi vì có một số bạn không có siêu tập và TCG sẽ nhìn thấy rằng là ồ, sao tập nào cũng mở ra mấy cái lá hiếm rồi V hoặc là GX, như là thấy nó dễ dễ hay sao á, giống như là kiểu là mặc định là cứ mở là sẽ có hay sao á. Nhưng mà không hề nha các bạn, không hề nha. Mà đặc biệt là có cùng full art của một em Star như thế này nữa. Không biết nói gì hơn. Tạm để đây. Và chúng ta tiếp tục nha. Đó, hai cái pack mà có artwork của Cinerace thì bị tạch, còn artwork của những em khác thì lại ra hàng xịn sò không mới tin được. Bắt đầu luôn. Code lửa nè. Electric. Boom. Hatram. Pokeball. Lampent. Bronzor. Toxel. Litwick. Lotad. Clefairy, Growlithe, em cho lửa, Reverse, và Palom. Đây là leader của nhóm Rocket nha các bạn.
Trùm cuối, Boss Giovanni. Và đây là một lá holographic rare. Có những cái đường sọc lấp lánh ở bên trong cái artwork nha các bạn. Ở đằng sau nhân vật ấy. Wow. Lá này có tên là Boss Orders, lệnh của Trùm. Có khả năng là đổi cái vị trí lá Pokemon của đối thủ từ vị trí active xuống cái bàn chờ. Alright, những lá như thế này thì cũng sẽ có một cái giá trị nhất định nha các bạn. Chúng ta cũng sưu tầm luôn. Nói chung là để cho dễ hiểu mà những bạn nào mới tiếp xúc với lại TCG mà có sưu tập á, thì các bạn hãy giữ cẩn thận những cái lá mà nó có cái hiệu ứng holographic như thế này, lấp lánh á ha. Những cái lá reverse như thế này á thì ví dụ như các bạn mới sưu tập cũng nên giữ, nhưng mà nếu mà qua thời gian các bạn đã sưu tập đủ nhiều rồi á, số lượng lên tới cả mấy trăm hoặc ngàn lá rồi, thì chúng ta chỉ cần quan tâm tới những cái lá mà nó có cái hiệu ứng holo ở bên trong. Còn những cái lá GX hoặc là V như thế này trở lên á là giữ hết. Đặc biệt là những lá mà có liên quan tới em Charizard, em Pokemon bị make fun cũng khá nhiều nhưng lại rất được ưa chuộng ở trong thế giới của TCG. Ví dụ như là cái lá này đi, Regirama và Charizard ha. Miễn là có mặt em Charizard là giá trị đã cao rồi. Bản thân cái lá này nó cũng đã mấy chục đô rồi nha các bạn. Nếu như là một cái hiệu ứng Rainbow nữa, đó là giống như vậy đi ha. Cho các bạn coi chơi nè. Boom, Regirama and Charizard GX Secret Rainbow. Đó, nó có màu cầu vồng. Ông này liệt kê tới 251 đô nè. Kinh dị chưa? Đó, 230 mấy đô ha. Và không phải là chỉ có một vài người giống như là bán bậy đó các bạn. 474 giao dịch trong tháng vừa rồi đã được thành công. Có nghĩa là tiền trao trao mút rồi đó. Với một cái giá trung bình chia ra là 113 đô. Nói chung là cái giá ở chợ nổi này nó cũng sẽ lên xuống giống như là chứng khoán vậy đó. Còn cái lá này mới ghê nè. Đã được đi kiểm định về chất lượng luôn của một cái hội đồng mà PSA, chuyên giám định thẻ, các loại thẻ trên thế giới luôn các bạn. Và rất là uy tín ha. Mà nhận được điểm 10 luôn nè. 10 Gem Mint. Rồi được cái tổ chức đó họ đóng vô cái khung và có seal của họ luôn á. Đẩy giá lên tới gần 400 đô. Kinh! Để có thể là chắc một bữa nào giống như là thu thập được nhiều nhiều những cái thẻ xịn sò đó, sẽ làm một cái tập tổng kết những cái thành quả của TCG của trên Toy Station từ trước tới giờ luôn, cho các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn ha. Bạn nào có thích cái ý tưởng đó không? Comment ở bên dưới nha. Lật lại. 1, 2, 3, 4. Lửa nào. Fighting. Tiếp tục. Doublade. Heracross. Capacious Bucket. Scovet. Galarian Mr. Mime, Caterpie, Babouch, Arakuda, Ice Cube, phiên bản Reverse. Wow, hôm qua chúng ta có phiên bản Holo các bạn. Đấy, hai cái thẻ này thì nó y chang thôi ha. Một cái thì lắp đánh ở bên trong, một cái lắp đánh ở viền bên ngoài. Giá trị thì nó cũng sẽ chênh lệch có chút xíu thôi, cũng không có nhiều. Còn ở bên dưới sẽ là... What a? Robopass, tiến hóa từ em Nosepass. Pack này là pack thứ... hình như pack thứ 5, thứ 4, thứ 5 gì rồi, không nhớ nữa. Code nha. Bạn nào có xài những cái thẻ code này mà mở ra những cái lá xịn sò online á, nhớ comment ở bên dưới cho mình được biết với. Whoop. Lâu, trời ơi. cái lúc mà không la làng lên thì lại đúng cái hệ. Chơi minigame đoán hệ đúng fail luôn các bạn. Capture Bucket, Torfield Stadium, Carco, Athena, Scyther. Ui, artwork này mới thấy của Scyther luôn nha. Cái màu nó hơi có cái tông nó tối tối. Nosepass. À, với lại nếu mà các bạn nghe thấy cái tiếng nó hơi ồn ở background một chút xíu á, thì là ở bên ngoài trời đang mưa dữ dội nha. Mình sẽ cố gắng xử lý cái background noise đó để mà mọi người không có bị quá ồn. Wingo, Coughing, Garbodor, bịch rác tiến hóa thành nguyên một cái bịch rác khổng lồ. Dark Reverse nè. Và Kaboom, A Bomb of Snow. Tới luôn. Cốt. Hết lửa thì mình đoán tới nước đi. Xét luôn. Shuckle, Lucio, Durant, Growlithe, Epidem, Burnaby. Burnaby hay là Burnaby, không chắc tên này nữa. Phantom, Drippy, Epidem. Ủa này hai lá luôn. Ấy cái lá này lá reverse rồi, rồi ở bên dưới lật ở luôn các bạn. Và Kabam, Galarian, Berserker. Xem nào. Lại thêm một artwork của Cinderace nữa. Nhưng mà sao toàn gì đâu không ta. Mình là nhân vật chính mà sao những cái pack artwork của mình tệ vậy. Con nè. Nước ha. Metal, Carco, Skyla, Lucio, Sinx, Galarian, Yamask, Alplane, Quả Táo Rồng, Athena,
Arakuda Ludicolo. Ok, em này tiến hóa từ Lotad lên Lombre, rồi thành là một cái em mực quả dứa hay sao á. Có cái nón lá sen độ giống như là ý tưởng từ cái bộ đồ poncho của người Mexico các bạn. And the rare Butterfree. Let's go Butterfree. Cốt hay nước fighting 1 gram puppy toad scoop up net một cái vợt stunky em này mình có tới 2 em 100% IV ở trong game. Grubbin, Wingo, Natu, Babouch, Electrode. Và em đằng sau có giật điện không? Giật điện. Oh! My God, lady and gentlemen, we have another VMAX. Oh yeah, oh yeah. Chuẩn bị case luôn. Rồi các bạn, cái đợt này mình xài rất là sang, thiệt luôn. Một cái case này chắc nó phải tính ra giá về đây chắc phải mấy chục ngàn vậy. Nhưng mà, yeah, thôi cả cứ bung lộ đi, cứ bung lộ mấy cái case này ra đi. Tại vì phải như vậy thì các em thẻ hiểm nó mới lần lượt nó kéo tới các bạn. Alright. Nhưng mà yeah, để xem em này trước nhá. Đây, chúng ta có một cái em gọi là em này nó giống như là cái con lươn hay là con rắn vậy các bạn. Dragapult. Cái đầu sẽ có cái hình một cái giống như là một cái máy bay phản lực chiến đấu. Đó, có những cái tên lửa này nọ. Một trong những em Pokemon ở Gen 8 mà có một cái thiết kế rất là độc đáo luôn. Và ở đây là hẳn luôn cả một là VMAX của Dragapult from tiến hóa Dynamax. Khổng lồ. À, tiếng hóa khổng lồ lên thì ở trên đầu mỗi em nó có mấy cái đám mây màu đỏ đỏ này nè, nó bay xung quanh. Đấy. Hai bên cái tay có hai cái tên lửa con nữa. Trời ơi. Tuyệt đẹp luôn. Wow, ở tập trước mở ra hai lá full rồi, tưởng là kiểu tập này sẽ bị tắc nghẽn các bạn. Không ngờ trời ơi, hai lá VMAX luôn. Oh my gosh. Và kính thưa các bạn, xin mời các bạn cùng đoán giá của em này hiện tại trên thị trường là bao nhiêu. Nếu như các bạn đoán là em nó xấp xỉ giá của Cinderace VMAX hay là Cinderace V thì các bạn đã hoàn toàn sai lầm rồi. Bởi vì em nó có cái giá hơn gấp đôi, $16.41. What? Trời ơi, ông này bán $41 ghê vậy bà. Trời ơi, tầm 40 giao dịch trong tháng vừa rồi, $16.41 giá trung bình. Wow. Để mình đọc kỹ coi sao em này nó có một cái giá cao gì ta. Đồng ý là VMAX rồi, nhưng mà chắc chắn là ở những cái hiệu ứng dưới đây nè, nó phải có cái gì đó đặc biệt. Chỉ số đam mà chay thì cũng không phải là gọi là cao ngất ngưỡng, nhưng mà bù lại em nó có một cái hiệu ứng đó ở đây các bạn. À, không những là tấn công trực tiếp em Pokemon của đối phương đang chiến đấu, đang active á, mà còn quất luôn 5 điểm công vào Pokemon ở trên bàn chờ của đối thủ nữa. Thú vị. Kiểu là những cái hiệu ứng chiêu rất là gian xảo và sneaky các bạn. Nhìn cái mặt nó thấy thôi. Không, mà phải nói là cái thiết kế của cái lá này rất là đẹp các bạn ơi. Nhìn tổng thể các bạn thấy là những cái mảng màu neon hồng ở đây ha. Rồi bên đây nó có cái xanh lá cây nè, nó tương phản nhau. Rồi cái hiệu ứng lấp lánh xéo kiểu mà nó dày đặc luôn, các bạn xem nè. Wow. Trời ơi, nhìn quả em chán luôn á. Đây, cho em nó lên hộp nào. Mấy cái case này các bạn mua đúng kiểu nó hơi mắc nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo luôn. Trong cái thẻ của chúng ta nó xịn sò hơn hẳn luôn. Bản thân nó xịn sò rồi nhưng mà bỏ vô hộp cái là nâng tâm lên. Đấy. Ok, cho thêm một cái kẹp này ở đây, chứng minh đây luôn. Voila. Phải như vậy chứ mọi người, phải như vậy chứ. Và các bạn có thấy là mình nói trừ phát nào không? Fan bấm like thì tương lai sẽ tới. À, trời ơi, thơ gì không hiểu nữa, nhưng mà yeah, tiếp nào. Cốt. Cho nước đi. Nước tưới cây. Chatot, em chim có cái đầu cái hình nốt nhạc. Sau hình hộp, Skulltank, Scorbat, Blend,
nòng nọc tempo, trebuch, halioptile, scyther, reverse hollow, và một lá rainbow nào đằng sau nè, rainbow, toxicity. Em này tiến hóa từ toxo, hệ độc và điện, độc điện, một trong bốn artwork của series này. Để xem nè, chúng ta còn, còn nhiều các bạn ơi, tầm 7-8 phát gì á. Là cốt. Nữa. Cái lúc nào mà kiểu quên nói là lật. Ok, fine. Full health. Sonia. Mascarine. Honedge. Litwick. Galarian. Cosola. Binocle. Way. Ủa, này giống như là hai Pokemon trong một hả ta? Như là hai cái bàn tay móng vuốt ở trên một cái hòn đá. Mình ngộ à. Kế. Lá lùng à. Scyther. Honedge. Và chúng ta có một lá V bình thường nha các bạn, không phải full art và cũng không phải là V max, V thôi. Wow, nhưng mà em này dễ thương quá à. Hình đó kiểu là lấy ý tưởng một giống chó Nhật á. Wow, các bạn xem mắt của em nè, nó lấp lánh ha, đẹp luôn. Này, close up làm cho các bạn xem. Lá V thì nó sẽ láng bình thường, nó không có vân. Đấy. Và nếu như đoán không lầm thì giá trị của em này cũng sẽ từ đâu đó khoảng sắp xỉ $5 các bạn, hoặc có thể thấp hơn. Thế nào thì đây là cái lá V thứ hai trong cả một cái hộp full 36 pack. Đó, tập trước thì chúng ta đã mở ra được rồi. Chính là lá này, Melodic V. Alright, để em này, đây. Tiếp nhé. Là cốt. Fighting, Drugloak, Lampurnt, Galamai, Clefairy, Voltorb, Growlithe, Drippy, Snover, Electivire. Lá này cũng khá đẹp luôn. Tuy cũng chỉ là một lá reverse bình thường. Lá đằng sau có đẹp hơn không? Có đẹp hơn không? Scizor. Con nè. Hello. Dark. Holochar. Mogram. Medicharm. Voltorb. Đang là những lá cho quen thuộc các bạn. Bởi vì chúng ta mở ra gần hết một hộp nguyên rồi. Đấy, trùng sẽ là khá là nhiều. Và mask. Và những lá chính thức thì chỉ có số lượng là 192 thôi. Rồi thêm khoảng mười mấy, 20 lá secret rare. Là cái số nó vượt qua một xong dòng 192. Nhưng mà so far thì chúng ta chưa có mở ra được một lá secret nào hết. Liệu rằng lá này có phải có secret? Cái này thú vị. Cái này thú vị các bạn. Rất là thú vị. Pom 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 pom. Pom 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 pom. V, V max. And V, V max. What? Cái này trông giống như là một sự sắp xếp nhẹ đến từ nhà sản xuất hay sao á ta ơi. Không biết phải không nữa. Bạn nào có sưu tập Pokemon TCG mà mở ra một cái hộp full 36 pack vậy không? Rồi có mở ra được hai cặp V với lại V Max giống vậy không? Cho mình biết với nha. Bởi vì nó khó tin và nó thỏa mãn vô cùng luôn. Một lá Dragapult V. Hey. Ở cái artwork này thì em nó bắn hai cái tên lửa con đi ra ngoài nè, nhìn trông giống như là ba đầu nhưng mà không phải. Và một lần nữa có dịp lấy lá Dynamax ra để mà cho các bạn xem so sánh. Đây ha, các bạn có thể thấy. Wow. Không các bạn ơi, không phải là y chang như cái format của em thỏ hoàn toàn. Bởi vì cái lá V của em thỏ này á, nó là lá full art có vân đàng hoàng ha. Còn em này chỉ là một cái lá V bình thường thôi. Chứ không phải là một cái format y đúc. Nhưng mà gì thì gì như vậy cũng rất là khủng rồi các bạn. Mình rất là tin đây là một cái sự may mắn mà không phải ai cũng có được. Chỉ có hơi đáng tiếc một chút xíu đó là mình không phải là tuyển thủ thi đấu TCG phiên bản offline. Chứ nếu không mà bổ sung bốn cái lá này vô cái deck bài, trời ơi. Ta nói lúc mà thi đấu nó ngầu gì đâu các bạn. Đấy, wow, thu hoạch của tập này khá nha.
Không tính em thỏ này từ tập trước thì đã là 2 lá V max, 2 lá V luôn. Wow. Rồi ở đây mình còn 1, 2, 3, 4, 5 pack nữa các bạn. Tăng tốc luôn nha. Code nè. Hello, Jack. Hit more. Mấy Pokemon lấy tưởng từ thú ăn kiến và hệ lửa. Satu, Tranquil, Sunapee, Babouch, Aracuda, Stuffle. Đấy, bị trùng khá nhiều. Scoop up net, phiên bản reverse, and Chala, Arcanine. Ê, lần đầu mới thấy cái thiết kế artwork mà kiểu hung dữ của em này luôn. Nhìn mặt không có giống như là bình thường ha, mà ít răng hơn mình tưởng tượng. Tốt. Yellow. No, không phải yellow, mà là green. Bronzong, Metapod, Toothscraper, Panacle, Da-da-da, Huobe, Balabama, Vulfetch, Tranquil, Bujik! Một lần nữa sẽ ra nè các bạn. Wow, wow, biết nói gì nữa bây giờ nhỉ? Bây giờ thứ điều là nói thiệt mọi người luôn là bây giờ chỉ có thể mở ra Rainbow thôi. Rainbow Rare nữa thôi. Hoặc là Golden đi, ok, Golden cũng được. Những cái lá vàng ấy thì mới gọi là có thể một cái gì đó nó hơn những gì mà chúng ta đang thấy ở đây. Còn một lá V nói chung là cũng ok, không có wow lắm thôi. Chúng ta có một là Malamar V, một và lá năng lượng hệ Dark nha các bạn. Đấy, em này thì mình chưa thấy bao giờ luôn các bạn. Hình như là cũng từ Gen 8 mới ra. Đó là con mã số 121/192. Cái chiêu Brain Check của em này có một cái hiệu ứng cực kỳ khó chịu luôn. Đó là làm cho Pokemon của đối phương bị confused. Kiểu là sẽ có cái khả năng là tấn công tùm lum các bạn. Đấy, cho em nó vào sleeve. Và đứng ở bên đây. Càng ngày càng dời ông Giovanni ông đi ra xa. Mắt tiếp. Code. Dứt điện cái nè. Xanh mừng mẫn luôn. Aliolus, Burning Scarf, Indeedee. Em này lá mới luôn. Lá duy nhất từ 2 tập tới giờ luôn ấy. Một Pokemon Psychic, siêu dễ thương. Vulpix, Koffing, Zinx, Yamask, A Plant, Melth. Ui, xém luôn các bạn. Có lá em này mà kiểu Holo Rare thì cũng rất là đẹp. Đáng tiếc, Reverse thôi. Tiếp không, tiếp không. Combo, Zacian. Trời ơi, tao nói tiếc cái gì đâu á, đây là em Pokemon kiếm Sword and Shield. Đấy, hai em Legendary, gọi là biểu tượng của cái series này luôn. Gương mặt thương hiệu luôn. Vậy mà chỉ có tốt nhất là em này là Reverse Holo. Em này còn không được có cái hiệu ứng gì nữa. Khổ ghê vậy đó. Thôi nhưng mà nói chung như em Pokemon thương hiệu mà các bạn, chúng ta cũng ưu ái cho vào sleeve đi. Rồi nếu mà có phiên bản Holo thì hoặc là kiểu một lá V các bạn, thì chúng ta sẽ thay sao ha. Này, tạm để bên đây. Còn hai pack cuối nè. Đây, mọi người có niềm tin vào pack nào? Cầm thử ra. Em này có vẻ nặng hơn thì phải. Để mở tin vào em thỏ ra đi. Những cái pack Cinerace này từ đầu tới giờ là chưa có cái gì mà hay ho hết ha. Để cuối cùng. Đó, chưa diễn có một lá mail nữa đây. Code 1, 2, 3, 4. Xem nào. Nước, chúng ta có một cục nước. Lá Trainer Dan. Ông này, bạn nào có chơi game thì các bạn sẽ biết là ổng hay đứng trước mấy cái gym á các bạn. Rồi giải thích luật lệ này nọ cho chúng ta trước khi vào thi đấu ha. Kako, Hitmore, Galarian Melt. Yes, hồi nãy thấy rồi. Caterpie, Galarian, Corsola, Litwick. Thanks. Galarian Mr. Mime. Khá đẹp, khá đẹp, khá đẹp. Lá sau mình nặng nhẹ nhàng nha. Nhẹ nhàng nào. Rồi. Dàn khè luôn rồi các bạn ơi. Rồi xanh lẹ luôn rồi. Holo không? Holo không? Hai chiêu này Apple Drop với lại Acid Spray. Nghe Apple giống như là em táo rồng nè. Phải không? Yeah. Đúng luôn. Hay quá ta ơi. Một lá Holo luôn. Mà cái này là cái thể tiến hóa lên một cấp. Từ cái cấp cơ bản đó là Applin này lên là Flapple, quả táo biết bay luôn các bạn. Kiểu cái con này ở trong nó phải con rồng đúng này, con sâu mà. Bí mật lớn nhất đây là sâu rồng trong quả táo. Vô luôn mọi người.
You'll sleep luôn. Và đây, part cuối cùng. Sao cầm nó nhẹ hèo mà nó không có cảm giác gì gọi là hấp 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 dần dần dẫn hết mọi người. Nhưng mà chúng ta hãy cứ có niềm tin đi, cứ có niềm tin tới lá cuối cùng. Đấy, code nè. 1, 2, 3, 4. Bây giờ mà mình đoán đúng hạn cái là ra lá rainbow nè ha. Các bạn đoán đi, đoán cùng với mình đi. Psychic nha, psychic nha. Hello. Rồi xong luôn. Biết kết quả đó. Chúng ta đã biết kết quả của tập này rồi mọi người. Đấy. Ta-ta-da, mọi người ghi. Trời ơi, cái ông Pikachu này vẫn không thể nào mà chịu nổi cái mặt. Stunky. Tram. Cái này là lá cái cuối rồi. Reverse Holo rồi. Mở chậm hay mở nhanh đây? Mở nhanh luôn nha. 1, 2. Kabam. Ui dồi ôi. Rồi, và đây sẽ là phần tổng kết cho cả hai tập. Mở nguyên một hộp đầy 36 pack của Soul and Shield Rebel Clash. Chúng ta đã được những thành quả như sau. Trước hết là những lá V tuyệt đẹp, Bolturn, Malamar, Milotic V, Dragapult V, đi kèm với phiên bản V-Max, thẻ tiến hóa Dynamax tuyệt đẹp của mình nữa. Đấy, những lá Full Art xịn sò được để trong những cái case sò xịn. Alright. Cặp đôi mình yêu thích nhất Cinerace V Full Art và Cinerace V Max Full Art luôn. Wow. Chứ kể là một dàn Holo Rare ở đây nữa các bạn. Hy vọng là với combo 2 tập liên tiếp của TCG Soul and Shield Rebel Clash đã phần nào làm thỏa mãn và trả công cho sự kiên nhẫn chờ đợi của các fan TCG ở trên kênh Toy Station. Và như thường lệ thì nếu như đã thích thì các bạn hãy cho video này một like thật to. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Em Khai Thái sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.